Đấy, đây là những cái lỗi chúng ta có thể gặp ở trên bo nóng. Đấy thì trước khi mà sửa những cái lỗi này thì chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải khoanh vùng, đúng không? Khoanh vùng. Thế thì bây giờ tôi sẽ khoanh vùng cho các bạn làm sao để nhìn vào cái bo này. Sau này không những cái bo này mà các cái bo khác nhìn vào cái có thể khoanh vùng được ngay. Đó là thì tôi mở cái ảnh này ra. Đây. Trước hết, trước khi muốn khoanh vùng thì chúng ta phải hình dung là trên cái bo này nó có những cái gì, có khối gì, có mạch gì, đúng không? Có cái mạch gì, có khối gì. Thế thì đầu tiên đó là phải là cái mạch từ cái nguồn điện AC đi vào thì nó phải có cái mạch để đổi từ AC thành DC, đúng không? Đấy, sau đó là sau khi đổi thành DC rồi thì nó mới cấp điện cho con IC công suất và khối nguồn, đại khái như vậy. Thế thì chúng ta chia ra thành các cái mạch như này nhá. Đầu tiên là tôi gọi là mạch đầu vào nhá, mạch đầu vào thì chúng ta hình dung là từ cái rắc điện này đen và trắng này nhá. Có cầu chì này, có lọc nhiễu cao tần này. Đấy, chúng ta cái này chúng ta học ở trong bo lạnh này, chúng ta học biết rồi. Có lọc nhiễu cao tần này. Lọc nhiễu cao tần thì nó có cuộn dây này, tụ điện này. Đây là lọc nhiễu cao tần này, nó đi qua lọc nhiễu cao tần này. Đấy, sau đó là nó đi qua, nó chạy nó vòng vòng và tít tận đây này. Nó đi qua cầu diode này. Đấy, đi qua cầu diode này. Rồi lọc trên tụ điện. Tại sao ở đây nó dùng hai cái tụ, tí tôi giải thích. Những cái máy khác nó chỉ cần một tụ thôi, nhưng ở đây nó dùng hai tụ nha. Rồi sau khi nó đi qua cầu diode và lọc trên tụ này thì được ở máy hàng xuất thì được 300V, ở máy nội địa thì được 140V. Máy nội địa mà có nhân đôi điện áp. Máy này lại có nhân đôi điện áp nhá các bạn nhá. Tại sao tôi lại biết có nhân đôi điện áp? Là vì tôi nhìn nó có hai cái tụ này tôi biết nhá. Có nhân đôi điện áp thì có nghĩa là nó là 280V. Thì với cái máy mà nó có 280V thì cũng gần như là hàng xuất rồi. Và cái điện áp 280V này nó sẽ cấp cho con này là con công suất này, điều khiển máy lén là một này nha. Cấp cho nguồn xung là hai này, tôi nhìn cái biến áp này tôi biết đây là nguồn xung này nha. Cấp cho IC quạt, tôi nhìn cái con này tôi biết IC quạt này nha. Đấy, như vậy là từ cái đường 280V này nó sẽ cấp cho ba cái con quan trọng, đó là con IC điều công suất điều khiển máy lén, hai là cấp cho nguồn xung, ba là cấp cho IC quạt. Đấy, ba con này nha. Vậy thế còn cái con này để làm gì? Con này để làm gì? Thì tôi nhìn vào đây tôi biết là đây là máy này có lưng áp nhá, có mạch lưng áp. Có mạch lưng áp. Mạch lưng áp thì nó có một con đèn đây này. Con này là con IGBT nhá. Đèn công suất. Thế còn tôi nhìn vào đây tôi nhìn vào đây ai cũng biết rồi, con này là con vi xử lý đúng không nhỉ? Vi xử lý ai cũng biết rồi. Thế còn cái con này là cái gì? Con này là cái gì? Thì con này chúng ta lưu ý, con này là cái biến áp CT nha. Biến áp CT nó gọi là biến áp theo dõi dòng AC đấy nha. Theo dõi dòng AC. Đấy, thế còn cái gì nó quan trọng nữa không? Đấy, thế đấy có những cái quan trọng thì hết rồi. Còn cái dơ le này là cái dơ le chắc là cấp điện cho cái van đảo chiều nha, van đảo chiều. Thế còn ở chỗ cái dây đỏ đỏ cắm vào đây, dây đỏ đỏ cắm vào đây mà lại có hai con photo quang đây thì khu này người ta gọi là mạch giao tiếp nha, mạch giao tiếp đấy. Thế còn ngoài ra mấy cái con linh kiện mà gần IC công suất này đấy, 8 chân này. Đây, con này 8 chân này. Những cái con 8 chân đây này là một này, con này là hai này. Đấy. Thì là những cái con bảo vệ đấy, những con IC khối hệ thuật toán nha, bảo vệ. Thế còn ở gần cái con đèn này thì nó có photo quang, thì cái máy này nó truyền, nó có một cái con dao động. Con này
Nói tóm lại ba cái thằng này, bốn thằng này nó đi với cặp với nhau nha, đi cặp với nhau, nó là cái mạch nâng áp thôi nha. Thế còn đây là con IC công suất, và đây là những cái con IC kiểu kiểu là bảo vệ mất pha đấy, hoặc là bảo vệ quá dòng. Con này khả năng là bảo vệ mất pha, con này cũng là bảo vệ cho IC quạt. Thế còn con này là cái con ổn áp 5V đấy. Thế bây giờ trước hết là chúng ta mới học thôi, chứ còn sau này chúng ta mà học đến được thuộc một máy rồi cả chẳng hạn, làm được một máy rồi chẳng hạn, thì chúng ta hiểu rằng là những cái gì hỏng nó sẽ làm cho mất giao tiếp. Đấy, chúng ta phải nhớ rằng cái gì hỏng làm cho mất giao tiếp. Một là con này không chạy là mất giao tiếp này nha, con này không chạy là mất giao tiếp này. Bản thân cái mạch giao tiếp hỏng cũng là mất giao tiếp này nha, bản thân mạch giao tiếp hỏng cũng là mất giao tiếp này. Con vi xử lý này không chạy cũng là mất giao tiếp này. Mà vi xử lý không chạy thì có thể là do hỏng nguồn, đúng không? Ví dụ như cái khối nguồn này không không chạy thì đâu có điện để cấp cho con vi xử lý đâu, thì nó cũng là mất giao tiếp. Cho nên riêng cái bệnh mất giao tiếp nó đã chúng ta đã có thể là gì, chúng ta đã có thể là nó là liên quan đến khoảng một nửa cái bo này rồi, tức là liên quan đến giao tiếp này, liên quan đến vi xử lý này, rồi liên quan đến nguồn này, nguồn xung này. Đấy, đấy, ba cái thằng này nó dẫn đến cái bệnh giao tiếp rồi. Có nghĩa là gì? Hỏng nguồn xung là lỗi giao tiếp, hỏng bản thân cái mạch giao tiếp là lỗi giao tiếp, vi xử lý không chạy là lỗi giao tiếp. Đấy, ta hiểu nó như vậy. Thế còn thoát được cái giao tiếp rồi, có nghĩa hay nói cách khác là giao tiếp ok rồi, tốt rồi, thì đến nó kiểm tra mấy con cảm biến mà tốt, cảm biến mà tốt thì bắt đầu nó cho lốc chạy thôi, nó cho lốc chạy thôi. Thế bây giờ mà lốc không chạy thì lúc đó thì chúng ta mới đi xem là cái gì nó làm cho cái lốc chạy, đúng không? Cái gì nó làm cho lốc chạy? Con IC công suất này chúng ta lưu ý, buổi trước chúng ta học IC công suất này, nhưng cái con IC công suất này nó không quyết định cái gì cả, nó chỉ là cái thằng thi hành nhiệm vụ thôi nha, chúng ta nhớ như vậy. Lốc chạy hay không là do con này này nha, chạy nhanh chạy chậm là do con này hết nha. Thằng này nó chỉ là cái thằng thi hành nhiệm vụ thôi nha, tức là bảo bảo nó làm thì nó làm, mà bảo nó nghỉ thì nó nghỉ, tức là thằng này nó chỉ là cái thằng thi hành nhiệm vụ, còn cái thằng này mới là cái thằng quyết định nha, chúng ta phải hiểu như vậy. Thế mới nó mới gọi là cái thằng điều khiển, thằng điều khiển, thằng này mới là thằng điều khiển này. Nó chạy hay không là do thằng này, chạy nhanh hay không là do thằng này, chạy chậm hay không là do thằng này, tăng tua hay không là do thằng này nhá. Còn cái thằng này chỉ là cái thằng gọi là gì, bảo chạy thì là bảo làm thì làm, bảo nghỉ thì nghỉ, thằng này thì là cái thằng thi hành nhiệm vụ nhá. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy, không đến lúc này chúng ta lại cứ tăng tua, nó chạy rồi nó không tăng tua cũng lại đi sửa con này thì không phải nha, chú ý như vậy. Thằng này là chỉ là cái thằng thi hành nhiệm vụ. Thế bây giờ nếu nó giao tiếp nó tốt rồi, tức là nó không báo lỗi giao tiếp, giao tiếp tốt rồi, nhưng mà chờ mãi không thấy lốc nó chạy, thế thì chúng ta phải đi kiểm tra cái gì? Thì chúng ta phải đi kiểm tra những cái điều kiện để cho thằng này này nó ra lệnh nha, điều kiện để cho thằng này nó ra lệnh thằng này để nó điều kiện là nó ra lệnh. Nó có 6 cái đường lệnh, chúng ta học cái IC công suất chúng ta biết rồi, nó có 6 cái đường lệnh đúng không nhỉ. Điều kiện thằng này nó ra lệnh là gì thì chúng ta nhớ cho tôi, điều kiện để con IC vi xử lý ấy, để vi xử lý ra lệnh cho block chạy nha. Một là thường là phải có điện áp OVP. OVP thì cái này buổi trước chúng ta học rồi, các bạn nếu ai mà không nhớ thì kiểm tra lại bài nha. Kiểm tra điện áp, có điện áp OVP đấy. Hai là có điện áp phao đấy. Điện áp phao thì buổi trước chúng ta học IC công suất thì cũng tôi cũng nói rất rõ rồi,
Bạn nào mà quên, ai mà quên thì xem lại nha. 3 là IC công suất không bị chậm. Không bị chậm tầng công suất. Thế thì IC công suất chậm thì chúng tôi buổi trước tôi cũng chỉ cho cách kiểm tra rồi. Có hai cách kiểm tra để biết IC nó có chậm hay không. Đấy. Và cái điều kiện thứ tư là có đầy đủ cảm biến. Thực ra là cái điều kiện thứ tư này đưa vào đây thì nó cũng cũng được, nhưng mà thực ra là nếu như nó hỏng ấy, hay là chúng ta không cắm ấy, mà chúng ta lại cắm bo lạnh vào thì nó báo lỗi luôn, đúng không? Nhưng mà ví dụ như là tại sao tôi đưa vào đây là vì một số cái bo chúng ta không cắm bo lạnh vào mà nó có lốt test ấy. Ví dụ như máy pala pala thì chúng ta không cắm bo lạnh thì chúng ta vẫn có thể test cho lốc chạy được, nhưng mà chúng ta quên không cắm cảm biến vào thì là nó không chạy nha. Đấy, điều kiện để cho vi xử lý ra lệnh cho lốc chạy là bốn cái điều kiện này. À xin lỗi, ba cái điều kiện này thôi. Còn cái điều kiện này, điều kiện thứ tư đó là, tức là ba cái thằng này thì là có đầy đủ ba cái này này thì là vi xử lý nó ra lệnh cho lốc chạy rồi. Thế còn thứ tư là IC tốt, nói tóm lại như vậy. IC công suất ấy. IC công suất tốt. Đấy. Sau khi có đủ bốn cái yếu tố này thì lốc nó sẽ khởi động. Đấy, nó sẽ khởi động. Và vấn đề là nó khởi động xong nó có chạy được hay không, hay là nó chỉ khởi động xoẹt cái nó ngắt, thì nó lại còn liên quan đến cái này nữa. Điều kiện để vi xử lý ra lệnh cho lốc khởi động đi. Khởi động đi. Nha, điều kiện để cho nó khởi động nó khác. Đấy, một là mã đi. Hai là điều kiện để block nó duy trì hoạt động, tức là nó khởi động được rồi nhưng mà vấn đề nó có duy trì được hay không thì lại do những cái điều kiện này. Một đó là IC công suất phải chạy đủ 3 pha. Đấy. Hai là mạch bảo vệ mất pha. Đấy. Tốt. Đấy. Mạch bảo vệ mất pha tốt. Đấy, chủ yếu là hai cái điều kiện này. Đấy. Và thứ ba, cái điều kiện thứ ba là chúng ta phải cắm đúng lốc nhá. Phải test trên một block phù hợp. Nhiều anh là có trả chuyên sửa bo nhưng mà sắm được có mỗi cái lốc. Nhiều cái bo mạch nó rất kén nhá. Ví dụ như ở trên nhà, ví dụ như ở chỗ tôi lúc nào xung quanh cũng có khoảng 10 cái lốc. Nhiều khi có những cái bo phải đến nhặt đến cái lốc thứ 5 nó mới chạy. Nhặt 4 cái lốc lên nó cứ chạy ngắt. Thế này mà cứ cứ đi sửa bo thì chết. Nhặt đến cái lốc thứ 5 nó mới nghe. Đấy. Thế cho nên là sau này sửa bo thì phải, bây giờ lốc nó sẵn rồi chứ không hiếm như ngày xưa. Test trên block nó đúng công suất, nó gọi là phù hợp. Nhiều khi đúng công suất nó cũng chẳng nghe. Phù hợp. Đặc biệt là cái bo Mitsubishi này đang sửa đây này. Bo này, này. Rất kén nha, rất kén block. Bo này tôi phải nhặt tới cái lốc thứ 5 nó mới chạy. Đó là cái lốc Daikin nội địa nó mới chạy. Còn lốc Pala nội địa cũng chạy phát ngắt. Lốc Pala hàng xuất cũng chạy phát ngắt. Đấy, lốc Daikin hàng xuất cũng chạy phát ngắt. Phải mua cuối cùng phải nhặt đến cái Pala nội địa nó mới nghe. À, Daikin nội địa nó mới nghe. Đấy. Ê, cho em hỏi đi, nếu mà cái vi xử lý đó mình xác định nó hỏng thật thì mà mình không biết lập trình cho nó thì thấy cũng khó thôi nhỉ.
Vi xử lý nó hỏng thì nó báo lỗi giao tiếp, mà đã hỏng đến vi xử lý thì thay bo chứ mình làm sao mà lập trình được em. Dạ, cảm ơn thầy. Ừ, mình mà lập trình được thì nó đón sang Mỹ luôn đấy. Thầy ơi, Rồi. cái điều kiện để biết xử lý hoạt động của bo nóng nó có giống bo lạnh thầy nhỉ? Ừ, khác khác khác. Bo nóng nó khác. Bo nóng nó lập trình nó để điều khiển lốc nó khác, bo lạnh nó khác. Vậy thì bữa nào thầy cho học cái phần đấy thầy. Học phần gì em? Phần mà điều kiện để biết xử lý của bo nóng nó hoạt động thầy. Điều kiện thôi. Mình chỉ học cái điều kiện nó chạy và khi biểu hiện nó không chạy để mình sửa thôi. Chứ còn lập trình được cái bo này thì tôi cũng đang tìm người đấy. Tôi đang tìm người lập trình được để kết hợp đấy, để mà ra cái bo ấy. Nhưng mà Việt Nam mình tôi chưa tìm được, không biết là hay là ẩn giật ở đâu, nhưng mà nhiều anh giỏi lắm nhưng mà không không thấy lộ diện. Lập trình cái bo này nó khó lắm, nó khó ngang với ví dụ như là cái công ty của anh Nguyễn Tử Quảng là anh sẽ lập trình được ấy, nhưng mà không thấy anh đi làm cái này. Ừ, nha. Cho em hỏi chưa? Rồi. Vâng, em nghĩ có cái bo cái máy Mitsu nội địa giống như của thầy vừa mới giảng á. Ừ. Nhưng mà cảm biến không vấn đề gì, quạt Ừ. cũng không vấn đề gì, Ừ. lốc cũng không vấn đề gì. Ừ. Ga đủ, áp đủ. Ừ. Hãy cứ lên những tour khoảng tầm cỡ đầu 28, nó chạy 8,2A. Ừ. À, dòng định mức của nó là 8,6A thì nó chạy là 8,2A, xong bắt đầu nó nghỉ tua đấy, Ừ. xong rồi nó ngắt trực tiếp luôn mà em không tìm ra được bệnh của nó, check cũng không Máy có. bao nhiêu ngựa? Đầu 28 này ạ, máy 12 ạ. Máy 12 mà dòng 8A cơ á. Vâng ạ, đúng ạ, dòng nội địa Dòng mà dòng đấy là dòng maximum hay là dòng ấy phải để ý. dòng maximum của nó đang chạy là gần 12A cơ cơ thầy ạ, Ừ. có điện 100V á. Rồi. Cái đấy là đang lỗi mạch Nhiều vào địa việc quá nó nhân dòng. đôi rồi ạ. Hả? Nhiều nội địa nó dòng nó nhân đôi lên. Đúng rồi, cái điện nếu nó chạy 100V thì là dòng nó cao. Cái đấy là nó đang lỗi mạch bảo vệ quá dòng nhá. Tối mạch bảo vệ quá dòng ạ. Bảo vệ quá dòng. Dạ Đấy ví vâng. dụ như này, đây đang đang nói về cái phần thứ ba La Mã, đó là điều kiện để lốc chạy lâu dài đúng không? Đấy. Tức là nó chạy ok rồi nhưng mà ví dụ như vài phút nó ngắt thì là một đó là gì, lốc nó chạy không bị quá dòng đúng không, không bị quá dòng. Hai là IC công suất không bị quá nhiệt đấy. Rồi thứ ba là block, rồi dàn không bị quá nhiệt. Nên tại sao nó đặt cái mấy con cảm biến ở theo dõi lốc, theo dõi dàn đúng không, để nó theo dõi quá nhiệt. Quá nhiệt là nó ngắt đúng không, lốc chạy không bị quá dòng, IC công suất không bị quá nhiệt, lốc và dàn không bị quá nhiệt đấy. Đấy, có nghĩa là nếu như mà rơi vào những cái trường hợp này là nó sẽ ngắt này nhá. Một là lốc nó bị quá dòng. Hai là IC công suất chạy quá, bị quá nhiệt, quá dòng. Quá dòng, quá nhiệt. Ở đây quá quá nhiệt ở bên dưới rồi. IC công suất không bị quá dòng. Quá dòng. Nó có mạch bảo vệ quá dòng nha. Quá nhiệt, quá nhiệt là nhiều con nó có cái con cảm biến như hôm vừa rồi, hôm trước học con IC tôi bảo cái chân 19 ấy. Cái chân 18 thì chúng ta học thuộc rồi nhưng có cái nhiều con IC nó có chân thứ 19 là cái chân TH ấy, hay là chân RT, nó chính là cái chân để nó theo dõi nhiệt độ của IC.
cho nên là khi máy xe quá nhiệt là nó ngắt đấy, lốc dàn không bị quá nhiệt, cho nên là chạy được một lúc rồi mà nó ngắt thì phải theo dõi mấy cái thằng này. Một là lốc nó có quá nhiệt hay không, dàn có quá nhiệt hay không, đúng không, y xe công suất quá nhiệt hay không đấy. Mấy cái thằng này nó quá nhiệt thì mình bảo dưỡng là có khi là nó hết, hay là mình kiểm tra xem là dàn nó bị bụi hay là quạt nó quay yếu, vân vân đấy. Đấy, như vậy là sau khi mà chúng ta thấy giao tiếp tốt rồi thì bắt đầu chúng ta mới test. Test thì có ba cái trường hợp xảy ra. Một là lốc không khởi động thì nguyên nhân là do thế này nha. Hai, lốc khởi động một cái rồi ngắt là nguyên nhân là do cái này nha. Ba là lốc chạy được vài phút hoặc là chạy được, thậm chí là chạy đến đến một 15 20 phút đấy, thì là do những cái nguyên nhân này đấy. Thế bây giờ quay lại cái chỗ này, thế ví dụ nó rơi vào nguyên nhân này thì chúng ta rõ ràng là chúng ta muốn kiểm tra cái này thì chúng ta phải đi tìm được nó nằm ở đâu đấy, tìm được nó nằm đâu. OVP là cái gì? Đầu tiên là quay lại cái bài học lần trước, phải nhớ hiểu là OVP là cái gì, và bây giờ biết nó là cái gì rồi mới đi tìm nó ở đâu, đúng không? Fault là cái gì, biết nó là cái gì rồi thì đi tìm ở đâu đấy. Cảm biến thì biết rồi, cảm biến thì dễ rồi đúng không, y xe công suất thì cũng dễ rồi đúng không, y xe công suất thì hôm buổi trước tôi hướng dẫn cách đo rồi, vấn đề còn mỗi hai cái này thôi đấy. Thế bây giờ quay lại cái bài học này thì với cái bo cụ thể như thế này thì tôi bảo là bạn hãy đi tìm cho tôi cái OVP và cái phao này để sửa, để tôi sửa cái bệnh mà lốc nó không khởi động đấy. Các bạn thử tìm xem là ví dụ như như đứng trước cái bo này làm sao để tìm được hai cái thằng này, đúng không? Đấy. Rồi tí làm bài tập nha. Tí làm bài tập. Tí tôi gửi cho anh em cái ảnh ảnh này qua Zalo, anh em tìm cho tôi hai cái này. Có tìm được cái này thì mới 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 đi xử lý được cái bệnh lốc nó không khởi động chứ, đúng không? Còn không tìm được cái này thì rõ ràng là ngồi cứ cứ ngắm thôi, cũng không làm gì được, đúng không? Thế còn cảm biến thì nhìn thấy rồi. Cảm biến thì nhìn thấy rồi. Cảm biến thì khi mà chúng ta sửa thì nếu mà chúng ta ngại rút nó về thì chúng ta về nhà chúng ta đấu ba cái con trở vào nhá, ba con trở 10K vào là nó chạy đấy. Thế còn IC công suất thì buổi trước tôi hướng dẫn đo rồi, mỗi hai cái này đấy, muốn đo nhưng mà không biết nó ở đâu mà để mà đo, đúng không đấy, nằm ở đâu bây giờ, nó nằm ở đâu để mà đo bây giờ đấy, làm sao để tìm được cái này, làm sao để tìm được cái chân này, đúng không đấy, để mà xử lý được. Tìm hai cái này có nghĩa là gì? Có thể là tìm trong 20 phút, còn đo thì trong 1 phút, đúng không? Có khi là tìm đến 20 phút nhưng mà đo chỉ mất độ khoảng 2 phút, gọi là 2 phút, đúng không? Thế cho nên là cái công tìm là lâu hơn là cái công đo. Đo chỉ mất 2 phút thôi nhưng mà tìm là mất, có khi mất 20 phút. Đấy. Cái thứ hai là cho lốc vào thấy nó khởi động rồi. Khởi động phát nó ngắt, đúng không? Thế mới thử một cái lốc khác, thử ba bốn cái lốc cũng không được. Thế những cái máy mà nó dễ tính thì thực ra là lốc nào nó cũng chạy, những cái bo nó khó tính, những cái bo này là khó tính lắm này, bo này này khó tính lắm. Thì giả sử đến thử đến cái lốc thứ năm mà nó không chạy chắc chắn là tại bo rồi chứ không phải tại lốc rồi, ví dụ như vậy. Thì bây giờ làm sao để biết IC có chạy đủ ba pha hay không đấy, thì cái này buổi trước tôi cũng hình như tôi cũng nói rồi đúng không nhỉ? Đấy, giả sử nó kiểm tra đủ ba pha rồi đi thì đến lượt là bây giờ là hỏng mạch bảo vệ mất pha, thì cái mạch này nó nằm ở đâu đấy, cách kiểm tra nó ra làm sao, đúng không? Thì cái này có lẽ là đấy, cho nên là khi chúng ta đã biết biết cái gì để cần sửa, sau đó là bây giờ mới học cái mạch bảo vệ mất pha thì sẽ dễ nhớ, đúng không? Đấy, chứ còn học trước thì nhiều khi học trước cũng bảo là không biết nó để làm gì đấy, đến đây này
học cái mạch bảo vệ mất pha để giải quyết sửa cái bệnh này này. Đấy, lốp khởi động ngắt nha. Đấy, thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho cái cách tìm cái mạch bảo vệ này. Đấy. Thế còn cái này thì thường là do dàn quá nhiệt, lốc quá nhiệt nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập này cho tôi. Tôi gửi cho các bạn cái ảnh này, chúng ta thử tìm cho tôi, bởi vì cái bài này buổi trước tôi cũng nói rồi. OVP tôi cũng nói rồi, FAU tôi nói rồi. Vấn đề là bây giờ trên cái bo cụ thể này chúng ta đi tìm thôi. Cụ thể này chúng ta đi tìm thôi nha. Thầy thầy ơi, cái quạt dàn nóng có ảnh hưởng gì không thầy? Thực ra quạt dàn nóng mình không cho nó chạy thì lốc nó cái máy này nó chạy được đến 10 phút cơ. Còn những cái lốc khác ấy thì nó tùy. Có máy thì nó chạy được 20 giây. Bởi vì cái quạt các cái quạt của DC này là nó có hồi tiếp. Nhưng mà thường là quạt nó không chạy thì lốc nó cũng chạy được khoảng 20 giây. Dạ, cảm ơn. Đây chúng ta thử làm cho tôi cái bài tập này xem nào, anh em thử đi tìm xem nào. Thầy ơi, Rồi. hồi đó thầy gửi mấy cái thầy note cái điều kiện ra thầy gửi anh group Gửi cái gì em nhỉ? thầy. Mấy cái điều kiện để thầy thầy mới note ra trên máy À rồi. thầy. Để tôi xếp cái này lại. Dạ. Xếp này lại. Đấy, Thế phải Word tôi đang để Word 97, ai mở được. Đấy, bây giờ chúng ta thử tìm giúp tôi xem nào. Đấy, phải vượt qua cái chướng ngại vật này. Tự tìm mà tìm thấy cái OVP. Tự tìm thấy chân phao. Đấy, có cả hai cái này. Đấy. Đấy, bây giờ là chúng ta đấy. Làm sao để mà tự tìm được ra hai cái đấy thì sẽ sửa được cái bệnh nó lốc nó không khởi động. thế cho em Ta hỏi cái nồi à. nồi đi ở với là nồi đi ở với là hàng hàng công ty thì nó chỉ khác cái điện áp vào thôi chứ thầy. Nó khác mỗi điện áp đầu vào thôi, còn vào đến bên trong thì nó có nhân đôi để nó cứ như nhau luôn nhá. Cái bo này mấy bo của hàng xuất thì nó giống nhau đến 95% nhá, cho nên đồng chí nào mà sửa cái bo hàng xuất ấy, có khi sờ vào đây là sửa được, nó khác nhau mỗi cái đầu vào thôi. Đấy, chúng ta làm bài tập trong 15 phút hộ tôi nhá. Bây giờ là 9 giờ 38, 9 giờ 40 đi. Cho 20 phút đi. Đến Thầy ơi, cho em 10 hỏi những cái bài mà em vào sau mà chưa được học Zoom đấy thì có xem lại được không thầy nhỉ? có mai tôi đưa lên ấy nha. Vâng. Bây giờ anh em thử thử làm bài tập giúp tôi đến 10 giờ tôi chữa bài nha. Là cách tìm này, ô đường OVP này, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là OVP nó là cái gì đã. OVP đây là cái nó viết tắt của từ over vol protect, đúng không? Protect tức là đây là cái mạch bảo vệ quá áp cho cái đường, cứ gọi là đường 300V đi, đường 300V đúng không? Thì bây giờ cái muốn mạch bảo vệ quá áp cho đường 300V mà mình muốn tìm được cái mạch này thì rõ ràng mình phải tìm cái đường 300V đã. Mình phải đi tìm được cái đường 300V đã. Mình mà không tìm được cái đường 300V thì mình cũng không tìm được cái mạch này.
Đấy, cho nên là phải đi tìm, đầu tiên là phải đi tìm cái đường 300V. Đầu tiên là phải tìm tìm cái đường 300V. Đấy. Thì tôi cứ gọi 300V cho nó dễ hiểu, với cái máy nội địa thì nó là 280. Nó là nhân đôi. Một bình thường là không nhân đôi là có 140. Nhân đôi thì thành 280. Tôi cứ gọi 300V cho nó giống hàm suất cho nó dễ hiểu. Tìm đường 300V. Mà muốn tìm đường 300V thì ta phải tìm các cái yếu tố. Chúng ta cứ hình dung là cái đường điện áp này nó giống như là một cái ống nước đi, một cái đường dẫn nước đi, để ta dễ hiểu đi. Hay là giống như một cái mương dẫn nước đi. Cái nơi mà sinh ra cái nước này thì đó là cái máy bơm. Máy bơm thì coi như là đây là một cái cầu diode đi. Phải tìm cái cầu diode. Nó giống như cái máy bơm ấy, bơm ra nước. Hai là cái bể chứa là tụ, đúng không? Tủ lọc là cái giống như cái bể chứa. Thứ ba, máy bơm rồi, bơm ra nước rồi, có bể chứa rồi thì có nơi tiêu thụ, đúng không? Thì cái thằng nào là tiêu thụ cái nước này thì đó là IC công suất, đúng không? Là cái thằng này là tiêu thụ nước, đúng cầu diốt, cơ hiểu giống như máy bơm đi rồi, đúng không? Máy bơm ra nước đi, tụ lọc giống như cái bể chứa đi đấy. IC công suất điều khiển máy lén đấy. Điều khiển máy lén đấy. Là nơi tiêu thụ. Thứ hai là IC quạt. Ở máy này thì có IC quạt nữa. Cũng là nơi tiêu thụ. Tiêu thụ. Và thứ ba là nguồn sung. Cũng là nơi tiêu thụ điện. Đấy, chúng ta thử xem là còn cái thằng nào mà tiêu thụ cái đường điện này không. Đó. Cái đường 300V này rõ ràng là chỉ có ba thằng này tiêu thụ điện này thôi. Đúng không? Như vậy là cái thằng thứ tư nó sẽ là cái mạch OVP. OVP. Đấy. Đấy, cái mạch này nó là các cái trở thôi. Các điện trở thôi. Tạo thành cầu phân áp. Từ bốn cái yếu tố trên thì chúng ta tìm thôi. Đấy, ví dụ như tìm xem là đường 300V ở đâu. Thì đây. Cầu diode đây. Cầu Hình diode như đây. là có hai cầu điếu rồi. Ở đây có hai cầu diode. Thì chúng ta xem cái cầu diode nào nó có tụ lọc. Cầu diode này là của mạch lưng áp. Lưng áp cầu diode này cái dương đây này, dương đây này, nó chạy ra chân tụ đây này. Tụ ở đây nó có hai tụ. Tại sao lại có hai tụ? Là vì nó là mạch nhân đôi điện áp, nhân đôi điện áp nhá. Và tí tôi gửi cho cái sơ đồ này cho chúng ta xem. Đây, mạch nhân đôi điện áp nó như thế này. Đấy, tức là hai cái tụ nối tiếp với nhau này. Đấy, sau người ta đem một đầu AC đấu vào giữa, điểm giữa của hai cái tụ này thì lập tức cái điện ấy nó nhân đôi. Còn bình thường là nếu như mà để đây có một tụ ấy, mà không có cái đường này, mà đây có một tụ thì đây nó sẽ là 140V. Người ta gọi là mạch nhân đôi điện áp. Đây, cái đấy giống đấu vào giữa cái quân cảng nhỉ. Vâng. Cắt cái đường AC đi, nó là bao nhiêu vôn? Đây, bây giờ tôi sẽ vẽ cho chúng ta xem cái đường lại chưa in cái mặt sau à.
Đây chúng ta nhìn này, đây là cái cầu diốt đấy, cái đây là cái chân dương thì nó chạy toàn bộ cái chỗ này là cái đường 300V đây, 300V thì chúng ta thấy nó đi qua cái cầu chì này sang đây, sang đây thì đây có phải là IC quạt không, cấp cho IC quạt đấy. Đi qua cái cầu chì từ đây sang đây này thì đây là IC công suất rồi này, IC công suất rồi này đấy. Còn đi qua một cái nữa để đi nguồn xung, xem nguồn xung nó làm đâu, nguồn xung hình như nó làm ở đây chỗ này. Đây, đây nó đi qua đây, đi qua cầu chì này sang đây, đây cầu chì đây để sang cái nguồn xung đấy. Như vậy chúng ta thấy nó có ba cầu chì nhé, dễ nhận biết nhé. Ngoài tôi vẽ lại cái đường 300V, nó xuất phát từ đây này, nó chạy ra đây này, đi qua cầu chì từ đây sang đây này để cấp cho nguồn xung này, nó chạy ra đây này, đi qua cầu chì từ đây sang đây để cấp cho IC công suất này, nó chạy ra đây này, đi qua cầu chì từ đây sang đây để cấp cho IC quạt này, IC quạt đây này. Đấy, còn đây là IC công suất này, điều khiển máy lén này. Còn đây là cái khu vực nguồn xung này, biến áp xung này. Như vậy là sẽ còn một cái đường cuối cùng. Còn mỗi cái đường này đúng không? Chúng ta nhìn nhé, đi qua diode, này đi qua diode này. Đây cái đường này này, đi qua diode sang đây này, đi qua trở sang đây này. Đấy. Thì chính là cái điểm này, chính là cái điểm sao nó mạch này, mạch hai lớp. Nó đến đây nó chui lên trên này. Chui lên trên nó còn đi qua một con trở nữa, đi xuống mát. Thì chính cái đường này là OVP đấy nha. Coi như là OVP là đo vào chỗ này đây này. Đấy. Vấn đề là từ đây này nó còn một con trở thoát mát nữa. Trở thoát mát sau đó là có một con nó đi về vi xử lý. Đấy. R835, R835. Đấy. Là cái đường OVP. Để tôi mở xem cái đường. Đây là cái đường này này, đường OVP nha. Thế còn cái chân phao thì chúng ta tìm nó như thế này. Chân phao tìm như này. Đầu tiên là chúng ta tìm quanh IC công suất này xem có những cái con trở nó giống hệt nhau hay không. Chúng ta thấy là quanh IC công suất này nha, những cái chân của nó đây này, chúng ta thấy nó có 6 cái con trở này này. Đây 6 con trở này. Đây 3 con này. Đây 3 con này. Đấy, điều này cho chúng ta biết đây là 6 cái con trở đi vào chân H và L. H và L. Thế sau đó là một cái chân phao nó sẽ có, nó có cái đặc điểm là như này. Nó đi vào giữa của hai con trở. Một con đấu lên 5V. Và một con thì đi về vi xử lý. Chúng ta nhìn xem có phải cái hai con này không? Có hai con này không? Đấy. Đây chân này này. Chạy ra đây này có tụ lọc mát này. Nếu như điểm này con trở này này. Nếu như điểm này mà chúng ta đo mà nó thông với đường 5V thì là chính xác.
sau đó đi qua đường này. Đấy, chúng ta dò xem đường này có thể về vi xử lý hay không. Đấy. Đấy, đấy là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là nếu như mà cái bo này mà nó đang chạy thì chúng ta đo cái chân nào có 5V thì đấy là đường fault. Đó là chân fault. Đấy. Ví dụ như chúng ta cứ đo tất cả các chân này. Duy nhất có chân fault nó có 5V thôi. Đấy. Thì theo tôi là cái chân này sẽ là chân, xem có phải là chân fault hay là chân C-in. Nếu như chân C-in ý, thì nó sẽ thông với cái đường N này. Khả năng đây là C-in thì đúng hơn. Vậy thì chân fault nó nằm ở đâu? Mé bên này thì thường là nó sẽ có, nó dành bên này này, nó dành một bên này là có chân nguồn này, P là nguồn 300V này, N là chân thoát mát này, UVV kép này, thì nó nằm ở một phía rồi. Còn phía bên này thì nó bao gồm các cái chân 15V này, mát này, chân fault này, chân C-in này, đấy, và 6 cái chân H và L. Thì chúng ta dò 6 cái con trở này nó sẽ chạy về 6 chân H và L. Thế còn lại cái chân C-in, chân fault đấy, và chân 15V, chân mát. Và đây nó có 3 chân bốt. Diode này này, diode này này. 3 diode giống nhau thì nó chạy về 3 chân bốt. 3 chân này nó gọi là chân bốt.